Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SVTV của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công mới. Thưa quý vị thân mến, màn phản biện đỉnh chóp bốc trần diễn biến hòa bình trong drama của siêu Nguyễn Phương Hằng. Nhắc đến drama của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng thì có lẽ sẽ gắn liền với hàng loạt thị phi cũng như có cả rất nhiều bài học giá trị mang tính xã hội rất cao. Trong nhiều bản tin trước đây, kênh không ít lần đưa tin gửi đến quý vị góc nhìn cùng những phân tích đánh giá một cách thực tế nhất về các giá trị quá thiết thực của drama này đem lại. Và với bản tin ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với những bài tổng hợp, một nội dung khá nhạy, mang màu sắc chính trị sâu xa nhưng lại rất đáng lưu tâm. Đó chính là câu hỏi drama của siêu Nguyễn Phương Hằng, có hay không yếu tố diễn biến hòa bình? Câu trả lời đã được anh YouTuber Lạc Phong Xe Ôm đưa ra một màn phản biện phân tích rất xuất sắc và vô cùng thấu đáo. Nội dung anh chia sẻ, chúng tôi xin được tóm lược như sau. Diễn biến hòa bình là khái niệm được một số nhà nước xã hội chủ nghĩa sử dụng để nói về một chiến lược chính trị, ý thức hệ và xã hội của chủ nghĩa tư bản và chính trị cánh hữu nhằm chống lại chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa Cộng sản. Đó là một quá trình diễn biến lâu dài, âm thầm, không đổ máu và yên lặng, nhưng sẽ dẫn đến sự loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và ý thức hệ của nó ở các nước xã hội chủ nghĩa. Vậy diễn biến hòa bình có liên quan gì đến drama của bà Phương Hằng? Trước tiên phải kể đến nhân vật khởi nguồn cho màn đấu tố này chính là Tài Lăng Băm Võ Nam Yên, được mệnh danh thần y suốt hơn 14 năm qua. Khi nổ ra màn đấu tố này, bà Hằng đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người dân. Tuy nhiên bên cạnh đó, một bộ phận văn nghệ sĩ lại chọn cách im lặng bao che, đồng lõa với tên Lăng Băm này. Cụ thể là tên Hề Hoài Linh, nhất quyết chọn giả câm giả điếc để bảo vệ cho tên thần y dòng này. Nhiều nghệ sĩ khác cũng lựa chọn yên lặng đến đáng sợ. Sở dĩ người dân cần họ lên tiếng vì chính họ từng được ông Yên chữa trị, lại còn khen ngợi hết lời, PR cho ông ta với công chúng. Tại sao đứng trước một cái xấu xa, những người mang danh nghệ sĩ lại lựa chọn cách làm hèn mọn quá đỗi? Nếu quý vị để ý thấy, hầu như những nghệ sĩ này đều có quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là có tấm thẻ xanh hoặc là rất thân với các chế độ cũ. Trong khi đó, diễn biến hòa bình thường gắn liền với những tổ chức hải ngoại. Chúng ta có quyền thắc mắc những năm gần đây, làn sóng nghệ sĩ hải ngoại đổ bộ về Việt Nam kiếm ăn, chiếm sóng ở nhiều chương trình, thậm chí là các game show nhảm nhí, đẩy văn hóa đi thụt lùi. Đâu đâu cũng thấy mặt họ đến nhàm chán. Đây là chính sách hàn gắn dân tộc của Đảng và Nhà nước. Nhưng họ không chỉ về biểu diễn kiếm tiền, mà còn làm rất nhiều việc ảnh hưởng đến xã hội. Đơn cử như chuyện nhận con nuôi rồi kêu gọi xã hội nuôi dùng. Còn tiếng thơm thì mình hưởng. Nếu đứa con nuôi đó có tài kiếm ra được tiền, thì người nhận nuôi lại cầm số tiền đó không rõ ràng trong việc chi trả tiền bạc cho các con. Còn nhớ người kêu gọi từ thiện ủng hộ đồng bào gặp thiên tai một cách mạnh mẽ, đầy tình cảm, nhưng nhận tiền rồi lại im lặng không đi làm. Khi bà Phương Hằng bóc phốt la làng lên mới vội vàng giải ngân một cách hài hước. Họ còn kêu gọi theo kiểu là treo đầu dê, bán thịt chó, hô hào lúc dầu sôi lửa bỏng nhưng lại không đi làm, chuyển cho người khác làm dùng, vô trách nhiệm với chính đồng tiền và niềm tin của Mạnh Thường Quân. Tới lúc dư luận tạo sức ép sau kê minh bạch, thì hùng hồn tuyên bố, nếu như bắt tôi sao kê, thì tôi không làm từ thiện nữa. Rõ ràng công chúng được quyền nghi ngờ về tư cách đạo đức cũng như những hành động góp phần làm rối ren xã hội hơn là đóng góp xây dựng một bộ phận của giới nghệ sĩ này. CEO Phương Hằng không biết đã vô tình hay hữu ý, nhưng đã chỉ rõ cho người dân chúng ta thấy sự ảnh hưởng tiêu cực bởi những con người và loạt hoạt động du nhập từ phương Tây về Việt Nam, khiến bộ mặt văn hóa nhận thức của người dân trở nên xấu xí, biến tướng và xuống cấp hơn rất nhiều. Hàng loạt game show, nhãn là minh chứng rõ nét nhất. Điểm lưu tâm tiếp theo chính là chỗ thời điểm bà Phương Hằng còn livestream bốc phốt đấu tố xã hội. Có rất nhiều người lên tiếng ủng hộ, đồng tình với bà ấy. Nhưng những kẻ phản động lại phản đối bà ấy một cách vô cùng mạnh mẽ và kịch liệt. Đơn cử như Mẹ Nấm Như Quỳnh, Năm Quang, Tiến Dũng, Trương Quốc Huy là những kẻ lưu vong ở nước ngoài. Khi bà Phương Hằng lên tiếng bảo vệ dân nghèo với mục đích đấu tranh để xã hội được trong sạch, lành mạnh hơn, thì những kẻ phản động lưu vong đó lại lên tiếng trấn áp bà Phương Hằng. Vì sao ư? Vì bà Phương Hằng đang đi ngược lại đường hướng của bọn chúng. Bọn chúng muốn xã hội phải rối ren, tồn tại nhiều điều xấu xí.
trong khi bà Phương Hằng lại đi dẹp bỏ những thứ đó, trái với mong muốn của những con người đó, nên chúng đã liên tục lên tiếng vùi dập nữ CEO, không thương tiếc. Như vậy có thể khẳng định bà Phương Hằng chính là đang đối chọi với các thế lực phản động bên ngoài. Bà đã lên tiếng mạnh mẽ vạch mặt những kẻ này, khơi gợi lòng yêu nước, tin tưởng vào Đảng và Nhà nước Việt Nam trong lòng dân nhiều hơn bao giờ hết. Bên cạnh nghệ sĩ thì giới trí thức cũng là một đối tượng được nhắm đến của diễn biến hòa bình, đơn cử như nhà báo luật sư. Nói đến đây chúng ta không thể không nhắc tới ông luật sư Trần Văn Sĩ. Tại sao một luật sư sống và làm việc dưới chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam mà lại liên tục đưa ra những ý kiến tán đồng với Trương Quốc Huy, trong khi hắn ta là một kẻ chuyên nói xấu, xuyên tạc, kích động và bôi nhọ Đảng, chính quyền nhà nước ta? Nhân vật tiếp theo phải kể đến chính là cô luật sư, nhà báo hành nghề, YouTuber Hàn Si. Cô ta từng bị cáo buộc bởi một phát ngôn để đời rằng trường nào chưa có tam quyền phân lập thì tòa án Việt Nam không có sự công bằng, còn luật sư chỉ là vật trang trí. Thế nhưng giờ đây cô ta không thừa nhận nickname trên mạng xã hội nói ra những lời lẽ đó là của mình. Chối đây đẩy không dám nhận. Thôi thì cứ cho là cô ấy không phát biểu như vậy đi. Nhưng để ý sâu chuỗi lại một số sự việc như sau. Mỗi lần được công an Bình Dương mời lên làm việc, cô ta nói chuyện thái độ rất bất mãn. Rồi khi phiên tòa xét xử, hộ gia đình Tà Am khép lại, cô ta cũng tỏ ra khá bất mãn với công an, tòa án Đức Hòa về những người lên án nhà ông Lê Tùng Vân. Cô ta sử dụng kiến thức luật của mình một cách méo mó, cứng nhắc để binh vực ủng hộ Tà Am. Cảm thấy thần tượng bị oan, pháp luật không công bằng, tạo cơ hội cho bọn phản động, dầu đổ bìm leo, hướng lái dư luận. Điều này khiến chúng ta buộc phải đặt ra nghi vấn tại sao cô Hàn Si phủ nhận mình không hề đòi tam quyền phân lập. Nhưng tất cả các hành động lời nói ra lại có vẻ rất giống với những gì cô ta phủ nhận trước đó. Vậy nên chúng ta có quyền nghi ngờ với tư cách đạo đức, tư tưởng cách mạng của cô này. Bởi qua những việc làm của cô ấy có vẻ như đang đi ngược lại với số đông, đi theo chiều hướng của những kẻ làm diễn biến hòa bình. Nhân vật tiếp theo chính là anh Phó Tòm Đức Hẻn, người từng bị phạt 5 triệu đồng vì đưa thông tin bịa đặt sai sự thật về vụ bác sĩ khoa rút ống thở của mẹ nhường cho sản phụ sắp sinh. Thiết nghĩ phải có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm thì mới có thể lên tới chức vụ đó. Ấy vậy mà chính anh ta lại đưa tin giả giữa lúc đỉnh điểm đại dịch, làm hoang mang, bất an trong dư luận, khiến những kẻ dã tâm lợi dụng kêu gọi từ thiện, lừa đảo người dân, những kẻ phản động được kịp thời bôi xấu Đảng, Nhà nước trong thời kỳ lãnh đạo đất nước đi qua đại dịch. Thật khó hiểu khi một anh phó tổng tờ báo lớn lại là đảng viên mà lại cầu thả mắc sai lầm khó tin như thế. Cho dù thông tin đó là thật đi chăng nữa, anh ta cũng không nên chia sẻ giữa lúc cả nước đang gồng mình chống dịch, khó khăn như thế. Bởi ở một đất nước mà phải hy sinh mạng sống của người này để cứu người khác, vì thiếu ống thở, vì thiếu oxy, thì đây sẽ là nguồn thông tin tạo sự hoang mang tột cùng cho nhân dân. Bọn chống phá sẽ được dịp rêu rao Việt Nam quá tồi tệ, thất bại trong chống dịch. Kiệt quệ về y tế nhà nước không lo nổi cho dân. Vô hình chung đây lại là trở thành miếng mồi ngon cho bọn phản động, tạo ra diễn biến hòa bình, nói xấu nhà nước ta và cùng thật trơ trêu khi anh Hẻn đưa tin giả, khiến dư luận rơi nước mắt hoang mang, bất ổn vì vụ bác sĩ khoa, vì thiếu ống thở, thiếu oxy. Trong khi bà Nguyễn Phương Hằng lại đi vay nợ hàng trăm tỷ, chấp nhận rủi ro để xây dựng nhà máy sản xuất oxy cứu giúp miễn phí cho dân nghèo. Đồng hành sẽ chia gánh nặng chung tay cùng Đảng và Nhà nước chống dịch. Ấy thế mà vợ chồng ông Dũng, bà Phương Hằng lại đi nói xấu, bị vùi dập không thương tiếc bởi những kẻ tự cho mình là trí thức, tiêu biểu như anh chàng YouTuber Phan Phong. Anh ta không tiếc lời vu khống, xuyên tạc quy trục cho vợ chồng bà Phương Hằng cùng Đại Nam. Mạnh miệng đòi tôn vinh nữ ca sĩ Phi Nhung, một người theo chế độ cũ. Khi ngày tang lễ được phủ lên lá cờ ba que, quý vị phải công tâm và nhìn nhận giữa bà Phương Hằng và Phi Nhung, một người dùng tiếng hát tài năng lấy tiền cắt xê, một người làm ăn kinh doanh chân chính lấy tiền túi của chính mình, là giúp hàng ngàn tỷ từ thiện cho dân nghèo, thì ai mới là người đóng góp lớn cho xã hội hơn đây? Ấy thế mà Phan Phong yêu cầu phải tôn vinh một nghệ sĩ hải ngoại qua đời trong màu cờ của chế độ cũ. Đây như một cú tắt thẳng vào mặt những người tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam, làm tổn thương những người yêu màu sắc đỏ da vàng
của Việt Nam hay sao? Lúc bị chê trách cách nói chuyện như một kẻ phản động thì anh ta cả gan lấy mình làm tiêu chuẩn nói rằng ai nói tôi phản động chẳng khác nào, nói là Bắc Trọng Bắc Phúc phản động. Đây là một phát ngôn quá sức, là vô lễ, thiếu tôn trọng lãnh đạo nhà nước, gây bức xúc cho những người kính trọng tin yêu lãnh đạo nhà nước Việt Nam. Người đóng góp thì bị đánh phá tả tơi, kẻ giả mạo lại được tôn vinh. Khóc thương quá trớ trêu mà khó hiểu. Vậy chẳng phải anh YouTuber Phan Phong cũng như là vài YouTuber phản đối bà Phương Hằng đã bị những thế lực làm về diễn biến hòa bình gây ảnh hưởng tới họ hay sao? Loạt hành động phát ngôn của anh ta có phải là diễn biến hòa bình hay không? Tạo cơ hội cho các thế lực chống phá được dịp xem thường và hạ bệ uy tín, hình ảnh của các vị lãnh đạo cấp cao hay không, thưa quý vị? Câu trả lời chúng tôi tin là có. Tiếp đến là nhân vật đảng viên Đoàn Ngọc Hải, ông ta từng khá nổi tiếng với chiến dịch dẹp vỉa hè đình đám một thời, nhưng dạo gần đây lại khá hài hước vì chính ông ta ngồi ăn ở vỉa hè. Ông ta cũng được đồn đoán là một người bất mãn chế độ với đường lối chính sách của đảng nổi lên, như một anh hùng làm từ thiện, nhưng bị bóc phốt không minh bạch tiền bạc. Chính ông Đoàn Ngọc Hải cũng là người vu khống cho vợ chồng ông Dũng bà Phương Hằng trong chuyện oxy khi vu khống Đại Nam, chỉ có vỏ chứ không cho oxy. Chính điều đó đã khiến dư luận nghĩ xấu, nghĩ sai lệch về việc tặng oxy miễn phí mùa đại dịch của Đại Nam. Hành động này của ông ta hoàn toàn đi ngược lại với lợi ích của người dân trong đại dịch. Giữa lúc khó khăn đó, một bình oxy cũng quý biết bao. Ấy thế mà ông ta lại đi vu khống, vùi dập người tốt như thế. Với một người bất mãn chế độ như ông Hải, ra sức chống đối bà Phương Hằng như thế. Điều đó chứng tỏ một điều, bà Phương Hằng đang làm điều tốt cho chế độ xã hội, đúng không quý vị? Qua những cái tên, điểm qua ở trên, chúng ta nhận thấy rằng những kẻ phản pháo và đa phần là thành phần phản động, bất mãn chế độ suy thoái về đạo đức cách mạng, đi lệch đường lối chính sách của đảng. Họ ra sức chống lại những hoạt động thiện nguyện của Đại Nam, chống lại bà Phương Hằng. Vậy rất dễ để hiểu rằng bà Hằng chính là người đang đi đúng theo đường lối chính sách của đảng, là người yêu nước, giúp ích cho xã hội, cho dân nghèo. Rất nhiều chính sự dung dị đầy sóng, đầy thương gần gũi của bà ấy đã chạm đến trái tim của người dân. Họ yêu mến, quý trọng bà cũng là điều tất yếu. Thế nhưng đây cũng chính là điểm yếu của bà, bị bọn chống phá lợi dụng, vịn vào đó để cho rằng bà là người đi tuyên truyền cổ suý văn hóa, chỉ ô nhiễm không gian mạng, trong khi bà Hằng chỉ thể hiện cá tính cảm xúc thật, chứ chưa hề kêu gọi mọi người hãy chửi mắng như tôi, hãy ăn nói như tôi bao giờ. Cái lỗi của bà ấy chính là vì quá giản dị, quá đời thường, tạo cớ cho chúng đâm chọt. Nhưng nếu không giản dị gần gũi như thế, liệu rằng từng người dân thường, người nghèo ít học có thấu cảm được hay không? Và bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.